Tròn một năm phát động, hơn 1.000 tác phẩm gửi về, 58 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Đó là những con số ấn tượng của cuộc thi Khoảnh khắc vàng báo Nghệ An năm 2019. Đánh giá chung từ ban tổ chức, những tác phẩm ảnh gửi về cuộc thi đã ghi lại nhiều khoảnh khắc giá trị trên mọi lĩnh vực, thời sự chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Bằng ngôn ngữ hình ảnh, nhiều tác phẩm đã tạo được xúc cảm mạnh mẽ cho người xem, thể hiện những khởi sắc đáng mừng trong đời sống lao động sản xuất. Bên cạnh đó, thời gian qua, các sự kiện nóng trên địa bàn tỉnh như lũ lụt, ngập úng, cháy rừng, dịch tả lợn châu Phi cũng được các tác giả ảnh ghi lại một cách chân thực và sinh động. Thống kê nhanh, đến thời điểm này, tác giả dẫn đầu với số lượng ảnh gửi về là tác giả Trần Thanh Yên với 110 ảnh. Tiếp đó là tác giả Nhật Thanh với 63 ảnh, tác giả Lao Thanh Trương với 40 ảnh, v.v. Đặc biệt, cuộc thi năm nay ghi nhận tăng đột biến số lượng chụp ảnh về các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, thể hiện tâm huyết và sự đầu tư về thời gian, công sức của các tác giả. Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm vòng chung khảo vào ngày 8 tháng 11. Tại đây, ban giám khảo sẽ chọn ra 11 tác phẩm để trao giải. Lễ bế mạc và trao giải ảnh khoảnh khắc vàng sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Hoạt động ý nghĩa này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập báo Nghệ An.